Thần tài chỉ thẳng mặt, tuổi Quý Hợi năm 1983 nam mạng, ôm trọn tài lộc, giàu có nhất làng trong năm 2024. Vâng, thưa quý vị, người xưa hay có câu, khổ tận cam lai, ý chỉ rằng cần ta cố gắng nỗ lực vun trồng thì sẽ có ngày gặt hái được nhiều trái ngọt, và điều đó có thực sự xảy ra với chúng ta. Trong năm 2024 này, có nhiều con giáp gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế và suy thoái kéo dài, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Thế nhưng sang năm 2024, mà đối với người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thì lại khác. Con giáp này vượt qua thử thách, càng về cuối năm thì vận trình của người này càng khởi sắc. Nếu nắm bắt được đúng thời cơ, sẽ chuyển vận phát, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, công việc hành thông thuận lợi. Vậy vận trình của tuổi Quý Hợi nam mạng sẽ diễn biến ra sao vào năm 2024? Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu ngay sau đây. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024 nam mạng. Năm sinh 1983, tuổi 42 tính theo lịch âm. Cùng mệnh Cấn Thổ, thiên can Quý, địa chi Hợi. Hạn trong năm Thiên La, bị phá vách không yên. Tam tai, năm 2024, Quý Anh không dính hạn tam tai. Kim Lâu, Quý Anh dính Kim Lâu Tử trong năm 2024. Sao chiếu mệnh Vân Hớn được coi là một sao mang tính trung bình, không đem lại nhiều may mắn nhưng cũng không gây bất lợi. Năm nay mọi việc đều ở mức trung bình với Quý Anh. Tuy bản mệnh có tài giỏi, thông minh nhưng vận may chưa đến nên không hy vọng quá nhiều vào thành công. Khi gặp sao này, Quý Anh nên cẩn thận khi nói chuyện và tránh gây ra thị phi tai tiếng. Sao này sẽ gây ra tác động xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài. Đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy, tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4, tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với phần 2 là phần giải đoán vận hạn chi tiết người tuổi Quý Hợi nam mạng trong năm 2024. Đầu tiên là 4 tháng đầu năm. 1. Tử vi sự nghiệp. Căn cứ vào 4 tháng đầu năm, phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi trong thời điểm mới chịu tác động từ nhiều cục diện tử vi bất lợi, báo hiệu khó khăn bổ vây. Không có gì lạ khi bạn thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo để lo hết chuyện này đến chuyện khác. Các kế hoạch công việc có nhiều biến động, nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Rất cần thời gian để phấn đấu và điều chỉnh. Đôi khi vấn đề không nằm ở các tác động khách quan mà lại đến từ suy nghĩ và cách nhìn nhận chủ quan của bạn. Hợi nên dành thời gian đánh giá lại toàn bộ quá trình cũng như các cách thức làm việc của mình. Bạn có thể thử phân tích xem nguyên nhân trì trệ là do đâu. Nếu tìm ra câu trả lời, tự khắc vận trình sự nghiệp sẽ thông suốt. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Cũng từ đó bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo, nên có thể nhiều hạng mục rơi vào bế tắc, tiến trình chậm chạp. Bạn nên dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh,
Thời điểm này, bạn cũng có thể hành sự rất ngạo mạn, coi thường người khác. Điều đó khiến uy tín của bạn giảm sút nhiều. Người trên không tin tưởng, người dưới lại không phục. Nên khắc phục nhược điểm này càng sớm càng tốt để không khúc mắc quá lớn với đồng nghiệp. 2. Tử vi tài lộc. Về phương diện tài lộc, thời điểm này hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của tiểu hao gây hao tài nên tình hình tài chính cũng có nhiều báo động. Bản mệnh có nguy cơ dễ mất tiền trong thời điểm này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Điềm báo hung tinh có thể gây ra hiện tượng hao phá tài của do chính sự bất cẩn của bản thân. Chú ý cất giữ tiền bạc của mình cẩn thận. Nguồn thu nhập chính không có dấu hiệu cải thiện. Chính tài và thứ tài đều không tốt nên không thích hợp tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Làm gì cũng cần tiến hành theo từng giai đoạn, căn cứ vào kế hoạch cụ thể mới không bị sai sót. Thời điểm này, bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng tiêu hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát. Càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. 3. Tử vi tình duyên và gia đạo. Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của hợi trong thời điểm 4 tháng đầu năm nay. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ở hợi gây ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần cũng như phương diện tình cảm của bản mệnh. Dù đã rất cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng đôi khi vì áp lực cuộc sống, bạn lại không làm chủ được mình, nói ra những lời nặng nhẹ khiến người khác bị tổn thương. Đó là nguyên nhân chính gây ra các cuộc mâu thuẫn, cãi vã giữa đôi bên. Mối quan hệ của các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi, đôi bên hãy tìm hiểu và trao đổi thẳng thắn để có được cách quan tâm chăm sóc đúng như đối phương mình mong muốn. Như vậy cả hai sẽ cùng được thoải mái và không ai mệt mỏi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình hình càng khó được như ý. Bạn không nên quá vội vã trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Thay vào đó hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân, yêu thương và chăm sóc tâm hồn chính mình, khi đó hạnh phúc sẽ tự tìm tới bạn. 4. Tử vi sức khỏe. Trong thời điểm này, vì tinh thần của hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ mất ngủ, lo lắng bất an, dẫn tới thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Khi cơ thể có những triệu chứng bất thường, bạn chớ nên chủ quan mà bỏ qua, nên thăm khám kịp thời để chữa trị đúng thuốc, đúng bệnh, tình trạng khó chịu sẽ sớm chấm dứt, cũng không để lại hậu quả về sau. Ngoài bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều hơn tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Khẩu quyết: thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo để lo hết chuyện này tới chuyện khác. Quý nhân Thìn, Mão, tiểu nhân Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 41, 78. Tiếp đến là bói mệnh tử vi 4 tháng giữa năm 2024. 1. Tử vi sự nghiệp. Căn cứ vào tử vi 4 tháng giữa năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nhiều cơ hội mới mở ra nhưng bạn cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa. Khi vàng thau lẫn lộn thì càng đòi hỏi bạn phải tỉnh táo trong phán đoán. Nhưng nhìn chung, không có nhiệm vụ nào quá khó nếu bạn đủ tập trung để xử lý vấn đề. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Quý Hợi cả. Thiên Vu cát tinh giúp con giáp tuổi Quý Hợi phát huy được khả năng ăn nói của mình. Thậm chí bản mệnh có thể biến nguy thành cơ nhờ vào việc ăn nói khéo léo, thu phục lòng người. Chính quan tràn đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi,
bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không nề hà bất cứ việc to nhỏ, lớn bé gì. 2. Tử vi tài lộc. Tử vi 4 tháng giữa năm tuổi Hợi âm lịch cho thấy về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình. Những người làm ăn kinh doanh còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng nên không cần dùng nhiều vốn mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tuy nhiên bản mệnh không được chủ quan khi mà thời điểm này Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao. Số tiền tiêu khá nhiều, nhất là trong các khoản chi do đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng. Bạn nên nhớ rằng kiếm được nhiều nhưng tiêu quá nhiều không tốt cho sức khỏe tài chính của bạn. Trong tương lai, nếu việc này còn kéo dài, sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần đấy nhé. 3. Tử vi tình duyên và gia đạo. Thời điểm này, trong gia đình có chút mâu thuẫn nhưng sẽ sớm qua đi, do đó tuổi Quý Hợi không nên phiền lòng. Có thể vợ chồng đứng về phía bạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng đừng lấy đó là cái cớ để chống lại mọi người trong nhà. Để môi trường trong gia đình lành mạnh thì bạn nên cố gắng hiểu tính cách mỗi người một chút. Khi đó bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nguyệt lệnh thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Quý Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. 4. Tử vi sức khỏe. Trong thời điểm này, tuổi Quý Hợi bận rộn và dường như say sưa vào các dự án lớn nhỏ, mải đuổi theo các cơ hội mà bạn trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Nghỉ ngơi, nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Quý Hợi cần làm cho thời điểm này. Chọn lựa môn thể dục phù hợp giúp bạn gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Khẩu quyết: tránh các trường hợp tiền mất tật mang bằng việc thận trọng, đề cao cảnh giác. Quý nhân Thìn, Mão, tiểu nhân Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn: 14, 64. Cuối cùng là tử vi dự đoán 4 tháng cuối năm 2024. 1. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi, tự hình khiến bản mệnh hay nóng vội, suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng than thần trách phận, cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Trong khi đó còn có thương quan xuất hiện trong thời điểm này, dự báo con giáp tuổi Quý Hợi gặp nhiều chuyện không vui nơi công sở. Có lúc bạn có ý kiến đối đầu với cấp trên hoặc tranh cãi với đồng nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh nên nhớ rằng việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn rất đáng quý. Song bạn đừng nên gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình và để đối phương quá phụ thuộc vào bạn. Nếu cảm thấy tủ bức ở nơi công sở, mỗi sáng thức giấc bạn không còn muốn đi làm nữa, thì đã đến lúc cân nhắc. Bạn dành hầu hết thời gian ở chỗ làm nhưng nó vắt kiệt sức lực và tinh thần của bạn là điều không nên. Hãy nhớ không bao giờ là quá muộn để thay đổi. 2. Tử vi tài lộc. Tử vi tuổi Hợi 4 tháng cuối năm cho thấy về phương diện tài chính. Trong thời điểm này nên chú ý đến việc chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng rỗng túi trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi cùng ngồi lại xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai. Việc này rất cần thiết trong mối quan hệ để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra liên quan tới tiền bạc. Nếu bạn cứ cố tình ngó lơ như thể vấn đề này không tồn tại, thì đó là nguyên nhân khiến mâu thuẫn liên miên mà các vấn đề tài chính vẫn còn đó. Có nhiều khoản đầu tư không diễn ra như ý, nhưng hơn ai hết, bạn hiểu rằng thị trường lúc thăng lúc trầm là chuyện đương nhiên. Bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho khoản tiền của mình gia tăng trong tương lai.
3. Tử vi tình duyên và gia đạo. 4 tháng cuối năm, nguyệt lệnh mộc dục chỉ ra rằng bạn khó ổn định tâm lý và tư tưởng cũng chỉ vì cái tính có mới nới cũ, dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên ngoài. Đó có thể là nguyên nhân gây ra rắc rối trong tình cảm khi mà bạn chỉ nghe những lời đồn thổi mà không chịu đi xác minh sự thật. Hơn nữa, thất xích nhập cung chính nam, người mệnh này sẽ cần phải bình tĩnh để giải quyết các vấn đề bất ngờ phát sinh trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, thời điểm này rất tốt cho vận trình tình cảm của những người độc thân tuổi Hợi. Đây là cơ hội đẩy tình bạn của bạn lâu năm lên một bước tiến mới. Nếu ai được giới thiệu thì vui vẻ đón nhận. Hãy cứ thử hẹn hò, tìm hiểu cho người khác cơ hội cũng là điều thú vị trong thời gian này. 4. Tử vi sức khỏe. Tử vi 4 tháng cuối năm tuổi Quý Hợi âm lịch. Thời điểm này chỉ ra rằng sức khỏe của bạn đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Những hoạt động trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và là chìa khóa quyết định liệu bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không. Do đó nên hạn chế những việc như lướt TikTok, lướt mạng xã hội, chơi game. Ngoài ra, còn giáp tuổi Quý Hợi cũng nên luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như cải thiện tâm trạng. Khẩu quyết: đừng ngại thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Quý nhân: Tuất, Mùi. Tiểu nhân: Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số may mắn: 64, 89. Tiếp theo chương trình sẽ là cách giải hạn may rủi năm 2024 cho quý vị tuổi Quý Hợi. Chiếu theo niên hạn năm nay, Quý Hợi nam mạng có sao chiếu mệnh là Vân Hớn và hạn Thiên La. Sao Vân Hớn hay còn được biết đến dưới tên gọi khác là Vân Hán. Đây là sao hung tinh thuộc cửu diệu trong một niên hạn. Vậy nên chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia chủ. Người nam hay nữ khi bị sao này chiếu mệnh thì công việc làm ăn đều ở mức trung bình, sức khỏe có đi xuống, tuy nhiên không quá nặng. Nam thì gặp tam tinh bất lợi, còn nữ thì không được tốt về thai sản, đồng thời trong giao tiếp sẽ gây xung đột hay mâu thuẫn. Tuy nhiên, đây không phải là ngôi sao quá xấu như sao La Hầu hay Kế Đô. Thế nhưng chủ mệnh vẫn nên biết cách đề phòng, hóa giải để phòng tránh tai ương, mọi chuyện đều tai qua nạn khỏi. Sao Vân Hớn tốt hay xấu, hung hay cát? Sao Vân Hớn là hung tinh thuộc hệ hỏa. Người nào mà bị sao này chiếu mệnh sẽ trở nên bảo thủ và không mưa đổi mới. Vậy nen họ sẽ dễ dàng bị sa vào những rắc rối liên quan đến vấn đề pháp luật kiện tụng. Không những vậy mà tính tình của gia chủ cũng trở nên nóng nảy, không kiềm chế được, nên dễ gây ra các cuộc mâu thuẫn hay cãi vã. Vì là hung tinh hạng nhẹ nên Vân Hớn chỉ gây ra những chuyện thị phi, rắc rối biện luận hay hao tài tốn của. Tuy nhiên vào tháng 4 hay tháng 8 âm lịch là lúc sao này trở nên mạnh nhất. Vì vậy, người bị sao chiếu nên cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh để tránh gặp phải những điều bất lợi. Trong dân gian từng có một bài thơ nói về tính chất của sao Vân Hán. Vân Hớn tọa mệnh, nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài. Đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít, hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4, tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn kỵ màu gì và hợp màu gì? Sao Vân Hớn là hung tinh thuộc hệ hỏa, vậy nên xét theo ngũ hành thì sao này tương sinh với mộc, bình hòa với hỏa, tương khắc với thủy và sinh xuất với thổ.
Dựa vào điều trên mà ta có thể suy ra được ngôi sao này hợp và kỵ với những màu nào. Màu hợp: đỏ, tím, cam thuộc hành hỏa, xanh lá cây thuộc hành mộc. Màu kỵ: vàng, nâu thuộc hành thổ, xanh da trời, đen thuộc hành thủy. Các hạn và ảnh hưởng của sao Vân Hớn. Dưới đây là một số hạn và ảnh hưởng của sao Vân Hớn lên mệnh chủ. Về sự nghiệp, sao Vân Hán gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn buôn bán. Vậy nên mệnh chủ cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Về sức khỏe, lúc này sức khỏe của mệnh chủ yếu đi khi bị ngôi sao này chiếu hay gặp nhiều ốm đau bệnh tật lặt vặt nhưng không quá nặng. Tuy nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi là mọi thứ sẽ ổn. Đặc biệt, chủ mệnh nên chú ý và đề phòng vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Về mặt tai tiếng thị phi, nữ mệnh cần cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế tranh chấp, gây mâu thuẫn hay xung đột với những người xung quanh. Các lưu ý dành cho mệnh chủ có sao Vân Hớn chiếu. Để giảm những điều không may, mệnh chủ trong năm bị sao Vân Hớn chiếu mạng nên giữ thái độ bình tĩnh ôn hòa, cố gắng kiềm chế cảm xúc và càng tránh được nhiều cuộc cãi vã thì càng tốt. Đồng thời, cẩn thận đối với những vấn đề liên quan tới giấy tờ kiện tụng, nên xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng và chu toàn hơn để bớt phát sinh khó khăn trắc trở. Chủ mệnh cũng nên chú ý đường đi nước bước của mình thật tốt, cẩn thận với những tai nạn, thương tật và đặc biệt là thai sản ở người nữ. Cũng theo phong tục cổ truyền từ trước đó, khi gặp sao xấu thì chủ mệnh có thể làm lễ cúng sao giải hạn để cho tinh thần trở nên vững vàng hơn, điểm giữ hóa lành và bình an thuận lợi. Cách cúng sao Vân Hớn năm 2024 để giải hạn. Đầu năm âm lịch và là ngày sao đăng viên hàng tháng chính là thời điểm tốt nhất để cúng sao giải hạn. Vì vậy, việc cúng sao Vân Hớn gia chủ nên thực hiện vào ngày 29 âm lịch hàng tháng từ 9 giờ đến 11 giờ. Lễ vật và bài vị cần chuẩn bị cúng sao Vân Hớn. Lễ vật và bài vị cần chuẩn bị cúng sao Vân Hớn bao gồm: bài vị có màu đỏ, đề chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân, 15 cây nến, trầu cau, nước, rượu, gạo muối, hương hoa và 5 loại quả, 10 lễ tiền vàng. Lưu ý, đồ lễ cúng sao giải hạn phải là màu đỏ và các lễ vật có màu khác phải dùng giấy đỏ bọc lại và đặt lên mâm cúng. Lúc làm lễ thì nên tiến hành từ hướng chính nam. Chờ hết tuần hương thì hóa sớ, bài vị, tiền vàng rồi vẩy rượu lên và sắc gạo muối 4 phương 8 hướng. Mẫu văn khấn cúng sao Vân Hớn năm 2024 chi tiết nhất. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Nam mô Hiệu Thiên Chư Tôn, Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con kính lạy Đức Trung Thiên Tinh, Chùa Bắc Cực Tử Vi, Tràng Sinh Đại Đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tảo Lục, Ti Xuyên Thọ Tinh Quân. Con kính lạy Đức Hiễu Bắc Đầu, Cửu Hàm, Giải Ách Tinh Quân. Con kính lạy Đức Nam Phương, Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân. Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh, Nguyên Trần Chân Quân. Tín chủ con là: hôm nay là ngày tháng năm nào? Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại địa chỉ để làm lễ cúng sao giải hạn Vân Hớn chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn, ban phúc lộc thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kinh lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo
là bàn về hạn thiên la. Hạn thiên la là một trong 8 niên hạn lặp lại liên tiếp hàng năm, tương ứng với giới tính của mệnh chủ ở các độ tuổi khác nhau trong cuộc đời. Thiên la còn được hiểu là lưới trời. Bên cạnh đó, thiên la cũng là tên một vì sao trong tử vi đầu số. Theo các học giả xưa, sao thiên la luôn an tọa tại cung thìn. Nhắc đến thiên la, người ta thường nghĩ ngay đến địa võng. Hai sao này chủ về hệ thống luân lý cương thường, những nội quy quy tắc ràng buộc con người phải tuân thủ chấp hành. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau: thiên la mệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Điều này cho thấy người nào gặp hạn này đều có một tâm lý bất ổn, lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi mà không rõ nguyên nhân. Đặc biệt mọi việc trong năm gặp nhiều rắc rối bởi một thế lực tà ma quỷ ám. Hơn thế, bạn sẽ mắc một số chứng bệnh kỳ quái, dù điều trị rất nhiều nơi nhưng không tìm rõ nguyên nhân căn bệnh. Dưới đây là một số ảnh hưởng của hạn thiên la gây ra cho cuộc sống của mệnh chủ. Về tình cảm gia đình, gặp hạn này, các mối quan hệ tình cảm của đương số không tốt. Trong gia đình, vợ chồng bất hòa lục đục, mâu thuẫn lời qua tiếng lại, thường ghen tuông gắt gỏng, khiến tình cảm ngày càng đi xuống. Nếu cả hai không tìm cách tháo gỡ, hàn gắn hoặc mất bình tĩnh, sẽ nhanh chóng đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt, dẫn tới gia đình ly tán. Về tâm lý, gặp hạn thiên la về góc độ tâm lý, trí não, tinh thần thì đương số sẽ luôn trong hoàn cảnh bất an, thường xuyên lo lắng, mệt mỏi, buồn rầu. Thậm chí có người sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm, thường bị nóng ruột bồn chồn, dẫn tới ăn uống không ngon, ngủ không yên, mơ thấy ác mộng, suy nhược thần kinh và cơ thể. Về tình cảm, đương số gặp nhiều áp lực trong cuộc sống khiến tinh thần bất ổn, không còn tỉnh táo minh mẫn, tâm lý hoang mang và thiếu tự tin bình tĩnh. Điều này xảy ra do giác quan thứ 6 phát triển hơn người khác nên thần kinh của đương số rất nhạy cảm. Cách hóa giải hạn thiên la. Để hóa giải niên hạn này trong năm 2024, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Dưới đây là các cách hóa giải hạn thiên la, mời bạn xem qua. Về sức khỏe, khi gặp hạn này, sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Những căn bệnh kỳ quái, mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng, nhất là tình cảm vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to, gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Về tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất sự quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Dựa vào tuổi để tính hạn thiên la sẽ giúp mỗi người đề phòng và chuẩn bị tốt tâm lý cho những khó khăn có thể diễn ra trong năm tới. Dù là nam hay nữ, khi đối diện với hạn thiên la cũng nên bình tĩnh, tự tin vào khả năng của bản thân. Mọi gian nan thử thách đều sẽ vượt qua. Cuối video, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị năm mới bình an và hạnh phúc. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết, xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.